Cơ điện miền Bắc, 9 năm xây dựng và phát triển. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện miền Bắc với thương hiệu Miền Bắc Electric là đơn vị sản xuất thiết bị điện uy tín và lớn nhất tại miền Trung với lĩnh vực hoạt động 1. Thiết kế sản xuất tủ bảng điện, các loại tủ điện từ 0,4 kV đến 35 kV, trạm biến áp hợp bộ, trạm kiosk, 2. Gia công cơ khí, 3. Sơn tính điện, 4. Thiết kế sản xuất cột thép 110 kV đến 500 kV, hệ thống trụ đỡ TPA 110 đến 500 kV hệ thống xả mạ kẽm, 5. Thiết kế sản xuất ống cân xoắn chịu lực HDPE với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ vật liệu đầu vào, thiết kế sản xuất vỏ tủ, xử lý bề mặt vật liệu, sơn tính điện, lắp ráp, thí nghiệm trên hệ thống máy móc hiện đại của các hãng nổi tiếng như LaserChem, Cộng hòa Liên bang Đức, Bytronic, Thụy Sĩ, Amada, Nhật Bản. Các sản phẩm mang thương hiệu Miền Bắc Electric đã có mặt tại các dự án lớn trong nước và xuất khẩu như dự án cung cấp hệ thống trạm biến áp và tủ điện dự án Quảng trường Điện Sầm Sơn Thanh Hóa của tập đoàn Sun Group, dự án cung cấp trạm biến áp hệ thống tủ phân phối nhà máy thép Bắc Việt Hải Phòng, cung cấp hệ thống tủ máy cắt trạm 220 kV khu kinh tế Đình Vũ Hải Phòng, dự án nâng cấp cảng Tiên Sa Đà Nẵng, cung cấp thiết bị trạm biến áp 110 kV Hòa Bình, các dự án cung cấp tủ điện trạm biến áp cho Điện lực Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Dương, Sơn La và rất nhiều các dự án lớn trong và ngoài nước. Tại Miền Bắc Electric, chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao bằng cách áp dụng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Chất lượng sản phẩm được xác định rõ và thực hiện triệt để từ khâu, từng bộ phận và từng nhân viên, với triết lý kinh doanh, thỏa mãn khách hàng bằng sản phẩm, dịch vụ, đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng lúc, đúng chi phí.